gì vậy? Mấy người làm gì vậy? Bỏ tôi ra, bắt cóc hả? Bỏ ra. Gì vậy? Nếu như anh đồng ý làm cha của con tôi á, thì số tiền này sẽ thuộc về anh. Bị khùng hả? Nghĩ sao vậy? Lừa tôi để bắt cóc tôi đúng không? Bán tôi ở nước ngoài đúng không? Buông ra coi. Tôi không có lừa anh. Chẳng qua tôi lỡ mang thai và cũng sắp sinh rồi. Tôi không muốn mẹ tôi biết. Anh làm ơn giúp tôi đi. Chỉ cần anh làm cha của con tôi thôi và gặp mẹ tôi thì số tiền này sẽ là của anh. Chúng ta không cần có bất cứ một quan hệ gì hết. Vậy là nếu mà tôi đồng ý là số tiền này là của tôi, nhưng mà chỉ làm cha của con cô một ngày thôi, ngoài ra không có gì nữa đúng không? Đúng. Chỉ cần làm cha của con tôi và gặp mẹ tôi thôi. Sau đó chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Tôi đồng ý. Cảm ơn anh nha. Mẹ, mẹ tới lâu chưa? Nãy giờ mẹ ngồi cũng hơi lâu rồi đó. Con chào bác. Rồi cậu làm nghề shipper hả? Dạ, dạ đúng rồi, con làm shipper. Mẹ, đây là anh Thịnh, bạn trai của con. Con đang mang bầu của anh Thịnh. Mẹ cho phép con với anh Thịnh cưới nhau nha. Hả? Mẹ nói không có được nha. Trời ơi, cậu ta làm nghề shipper rồi làm sao mà nuôi con được chứ? Có gì đâu mà không được mẹ. Chẳng phải mẹ cũng mong là con lấy chồng rồi sinh con hả? Thì mẹ mong con lấy chồng, nhưng mà lấy cái người chồng nào cho nó xứng đáng với con kìa, môn đăng hộ đối với mình một chút chứ. Nhìn cậu ta đi. Mẹ ơi, yêu nhau là không có cái tiêu chuẩn gì hết á. Miễn là con với anh Thịnh yêu nhau là được rồi. Dạ bác ơi, con xin phép. Mẹ chờ một chút nha mẹ. Đi ra đây. Anh có thể nhẹ nhàng với bà bầu được không hả? Cô có bị khùng không? Hả? Tôi với cô thống nhất như thế nào? Vậy mà trước mặt mẹ cô còn nói cưới hỏi gì nữa? Tôi không có cần cái gì á, bây giờ cô phải giải quyết cho tôi đi. Tôi không cần cái này. Tôi nói với anh rồi, chỉ cần anh với tôi giả bộ thôi. Đến khi nào á mà tôi sinh đứa bé này ra thì hai đứa mình sẽ ly dị. Nhưng mà cũng không được, tôi không muốn tiếp tục lâu dài với cô. Không muốn kéo dài chuyện này nó ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi thì sao? Trời ơi, bây giờ anh có cần tiền không? Hả? Tôi nói với anh rồi, tôi sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh hết. Được. Vậy nếu bây giờ tôi tiếp tục, tôi giúp cô, tôi nói chuyện với mẹ con, thì phải tới bao lâu nữa? Hả? Thì vài tháng nữa thôi. Sau khi mà tôi sinh đứa bé này ra thì mình sẽ kết thúc. Chắc nha. Vài tháng thôi nha. Nhớ chưa? Nếu như mà cô dở trò, cô không ly dị với tôi á, cô mà bắt tôi cưới cô thiệt á, tôi tới số với cô luôn á. Anh yên tâm đi. Thưa bác, con xin bác, con năn nỉ bác luôn. Bác cho con cưới Ngọc đi. Dù sao Ngọc cũng mang thai con của con rồi. Nếu mà đứa nhỏ sinh ra nó không có cha, tội nghiệp lắm bác. Mà bác còn xấu hổ hơn nữa đúng không? Dạ đúng rồi mẹ. Con cũng không muốn sau này con của con nó không có cha đâu. Với lại mẹ cũng xấu hổ mà đúng không? Thiệt tình luôn chứ. À, quên. Đây, đơn này. À, ok, cảm ơn nha. Ủa? Anh Thịnh? Sao ngồi đó? Mấy người ép tôi vô cái thế đã rồi không à? Bây giờ chuyện tới đây rồi, không chấp nhận thì làm sao nữa? Tôi chấp nhận cho cậu lấy con gái tôi đó. Con cảm ơn mẹ. Con cảm ơn bác. Cái gì? Cái vợ hả? Rồi còn bạn gái nó sao ta? À, chết rồi, không được không được. Lát anh lấy nha, lát anh lấy nha.
xuống. Ủa anh Quân, thằng Thịnh. Anh Thịnh sao? Anh Thịnh của em bị gì? Trời, cái gì mà của em cái gì nữa, nó đám cưới tới nơi rồi kìa. Thôi đi đừng có giỡn. Anh nói thiệt, nó làm con người ta có bầu rồi, bây giờ nó phải đám cưới rồi kìa, nó lấy con người ta rồi. Anh nói thiệt hết Quân? Thiệt mà. Sao anh Thịnh làm vậy được? Thì ai mà biết đâu. Anh chở em tới đó đi. Đây nè, lên. Lẹ. Sao? Thịnh ơi. Đi từ từ thôi con. Anh Thịnh, con nhỏ này con mày dám giật chồng tao. Xuân. Mày dám giật bồ tao hả mày? Em bình tĩnh đi Xuân. Tại sao lại lừa dối tôi? Anh không có mà, bình tĩnh đi. Bình tĩnh gì nữa, anh còn bên đó nó hạt tôi đánh chết. Đã nói không có. Tao đánh chết mày, tao đánh chết mày. Bình tĩnh đi mà. Chuyện gì vậy? Con này là ai? Tôi là người yêu của anh, tôi và anh yêu nhau được 4 năm rồi. Tụi tôi sắp cưới rồi. Bây giờ con bà giật bầu tôi. Con bà là đầu tiểu ta. Con mà còn nói bậy bạ nữa là đừng có trách tôi. Nè, rồi bây giờ con nói đi. Bây giờ ai giật của ai, hả? Ai là tiểu tam? Anh nói đi. Bây giờ nói. Con xin lỗi bác. Thật ra con mới là cha đứa bé. Con chỉ giả bộ thôi. Không, con nói đi. Chuyện này là sao?